Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Beng Beng Gaming. Ở trong video trước, chúng ta đã nhắc tới rất nhiều những dự án game NFT ở trên hệ sinh thái Immutable X. Và thật thiếu sót nếu không nhắc tới các dự án game trên hệ sinh thái của Polygon, một trong những cộng sự đắc lực đã hỗ trợ Immutable X xây dựng và phát triển các dự án của mình ở trên công nghệ ZK MVM. Ở trong video này, mình sẽ chia sẻ tới các bạn top 5 dự án game NFT Play to Earn miễn phí trên Polygon. Và đây cũng là 5 dự án được đề xuất bởi playtoearn.net, một trong những đơn vị truyền thông uy tín về thị trường game blockchain. Ok, chúng ta bắt đầu đi vào nội dung của video ngày hôm nay thôi nào. Dự án game đầu tiên mình muốn chia sẻ tới các bạn là dự án NFT game Descent. Descent là một dự án game được xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain dạng 8 bit nhập vai. Khi tham gia vào trò chơi, các bạn sẽ điều khiển nhân vật của mình bằng 4 phím cơ bản như W để đi lên, S để đi xuống, A và D để sang trái hoặc phải. Để bắt đầu chơi, các bạn sẽ cần một token Tier cho mỗi lượt chơi hoặc một NFT của dự án với số lượt chơi không giới hạn. Bạn có thể mua NFT trên Marketplace của dự án hoặc tham gia vào Discord của dự án để có thể kiếm token Tier hoàn toàn miễn phí. Thông tin của dự án mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn dễ dàng tìm hiểu. Điều đặc biệt của Descent đó là cấu trúc gameplay dựa trên các mùa, tức là ở mỗi mùa chơi sẽ có một khoản tiền thưởng khác nhau, tối thiểu là 10.000 đô và số tiền này có thể gia tăng lên theo thời gian. Điều này có nghĩa là càng chơi nhiều bạn sẽ càng có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng hơn. Tuy nhiên, một điểm trừ của dự án mà mình thấy đó là hiện tại trò chơi chỉ phát triển trên duy nhất trên PC và vẫn đang đợi những phiên bản update về việc ra mắt trên các thiết bị điện thoại như Android hoặc iOS. Game Descent thú vị ở chỗ đó là nó thách thức bạn đưa ra những phần thưởng lớn hấp dẫn nếu bạn chứng minh được kỹ năng và quyết tâm của mình. Khác với Descent chỉ có thể chơi trên máy tính thì Combit lại là một dự án game có thể chơi trên nhiều nền tảng các thiết bị khác nhau như PC, iOS hay là Android. Combit là một NFT game theo thể loại multiplayer all-in-one. Đây là một thể loại game thể thao dành cho nhiều người chơi cùng một lúc. Điểm đặc biệt của Combit là ngoài chơi trên các thiết bị như PC, iOS hay Android ra, các bạn còn có thể chơi trên các thiết bị khác như PlayStation hoặc là Xbox. Nghĩa là bạn có thể chơi với bạn bè dù họ dùng bất kể thiết bị nào đi chăng nữa. Trong Combit, bạn sẽ tham gia vào nhiều các thể loại game thể thao khác nhau như bóng đá, bóng rổ, bơi lội và nhiều môn thể thao khác. Mục tiêu của bạn là chơi cùng nhau hoặc chống lại nhau để giành chiến thắng trong các môn thể thao này. Điều này giống như việc bạn và bạn bè cùng tổ chức một thế vận hội và tham gia vào đó, nhưng ở trong một thế giới ảo. Điều thú vị là bạn có thể chơi với bạn bè ở khắp mọi nơi trên thế giới, vì game này cho phép chơi qua Internet ở trong một không gian gọi là Web 3. Vì vậy, bạn có thể thách thức bạn bè của mình ở xa hoặc chơi cùng họ khi đang ở gần. Combit là một trò chơi thú vị giúp bạn trải nghiệm nhiều môn thể thao khác nhau và kết nối bạn bè trên nhiều thiết bị khác nhau. Dự án tiếp theo mình muốn chia sẻ tới các bạn trong video này chính là dự án Nakamoto Games. Đây không chỉ đơn thuần là một dự án game NFT, Nakamoto Games còn là một thế giới game blockchain đúng nghĩa, nơi hội tụ của rất nhiều những dự án game play to earn với rất nhiều các thể loại khác nhau cho các bạn có thể thỏa thích khám phá. Nếu các bạn là một game thủ yêu thích thể loại game bắn súng, thì Nakamoto Games sẽ cung cấp cho bạn Nakastreak, thể loại game bắn súng được yêu thích nhất trong hệ sinh thái của Nakamoto Games. Hay nếu bạn thích những thể loại game nhẹ nhàng hơn như Candy Crush, hãy chơi thử ngay Candy Soft Store Mode trên Nakamoto Games. Ngoài ra còn rất nhiều trò chơi mới, nhiều thể loại khác nhau nữa ở trên Nakamoto. Ngoài ra ở trên Nakamoto cũng có rất nhiều các thể loại trò chơi khác bạn có thể vào đó để khám phá. Theo ý kiến cá nhân của mình thấy, với sự đa dạng về trò chơi sẽ vừa là một điểm mạnh và cũng là một điểm trừ của dự án. Điểm mạnh là dự án cung cấp cho người chơi nhiều sự lựa chọn khác nhau và phù hợp với rất nhiều đối tượng khác nhau. Tuy nhiên theo mình thấy đây cũng sẽ là điểm yếu của dự án khi mà họ có quá nhiều các trò chơi khác ở trên nền tảng của mình và sẽ khó cân bằng và phát triển cùng một lúc tất cả các trò chơi trong hệ sinh thái đó. Dường như nhận thức được điều này nên Nakamoto Game đã xây dựng cho mình một mạng lưới đối tác và các quỹ đầu tư rất lớn với hơn 11 đơn vị, vừa là đối tác tư vấn chiến lược và cũng vừa là những cái nhà đầu tư đã đầu tư vào dự án. Trong đó phải kể đến những cái tên tuổi lớn như Signal Ventures, DBS Capital, Black Dragon và đặc biệt là Polygon Studios. Defeat là một dự án thú vị và đặc biệt tiếp theo mà mình muốn chia sẻ tới các bạn trong video này. Đây là một dự án kết hợp giữa GameFi và SocialFi với mục tiêu là thúc đẩy các hoạt động thể chất, thể dục thể thao của người dùng hàng ngày và trả thưởng cho họ dựa trên những hoạt động hàng ngày của họ. Với hơn 17.000 người đã trải nghiệm, hơn 60.000 người đã tham gia vào các hoạt động khác nhau và hơn 7 triệu km đã được tạo ra bởi các hoạt động như chạy bộ, đạp xe hay bơi lội, đã thể hiện được sức hút của Defeat trong việc xây dựng thói quen tập thể dục mỗi ngày của người dùng. Điều thú vị của dự án là các bạn có thể kiếm được tiền nhờ những hoạt động hàng ngày như đạp xe, chạy bộ hay là bơi lội. Theo mình thấy đây là một dự án độc đáo bởi không chỉ giúp người dùng xây dựng được một thói quen tốt là tập thể dục hàng ngày mà còn giúp người dùng có thể gia tăng cơ hội tiếp cận hơn với công nghệ blockchain. Dự án cuối cùng trong video này chính là Chess Universe. Và cái tên của dự án cũng đã nói lên tất cả đúng không các bạn? Đây đơn giản chỉ là một trò chơi cờ vua,
được xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của Chess Universe là đây là một dự án NFT game đầu tiên về cờ vua được xây dựng trên công nghệ blockchain với sự kết hợp của hai yếu tố là play to earn và free to play, giúp các bạn vừa có thể chơi game miễn phí mà vẫn có thể kiếm được tiền sau mỗi ván cờ căng thẳng. Chính vì lý do này mà đã khiến dự án đã cán mốc hơn 7 triệu lượt tải về trên hai thiết bị là Android và iOS. Ngoài ra thì đây cũng chính là dự án gaming về cờ vua đầu tiên được xây dựng trong không gian Web3 và đạt hơn 140.000 người chơi hàng ngày. Và trên đây là top 5 dự án NFT game miễn phí trên hệ sinh thái Polygon. Các bạn yêu thích hay đang chơi tựa game nào, hãy để lại bình luận ở phía dưới video này nhé. Còn bây giờ mình xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.